Dạ bò chuẩn bị lên xe giao cho anh khách này ở Hòa Lộc. Đường lộ mới đường Tiến Trắng. Bò chuẩn bị lên xe. Một con gần nhà hàng đây đang á. Vô ngoài đó chút có biết. Dạ dạ. Còn con học nó lên chỗ đường ra nhà ba nhà huyện. Đi lên. Lên. Đi lên. Đi. Rồi lên. Đi. 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 Đi chính đạo đây quý, con này là trước đi. Giao hai bò cho khách Hòa Lộc nha, cảm ơn cô chú. Đi lên.